Nay là quá lâu rồi mới có dịp đi nhổ cái cây cỏ lữ đồng. Này là cây cỏ lữ đồng chuyên để giải độc, dùng trong đông y kết hợp với những cái vị thuốc mà trị bệnh gan. Nhưng mà hiện giờ thì cây cỏ lữ đồng này rất là hiếm. Nếu ai mà có xem cái clip này thì chỗ nào có nhiều thì chỉ cho mình, đặng mình đi nhổ về đặng trị bệnh cho bà con. Cảm ơn rất nhiều. Dạ có mực cũng lấy luôn, rau đắng cũng lấy luôn. Đây nào, bà Năm đưa con cỏ lữ đồng lên cho ta coi. Nó đây là cái cỏ lữ đồng nha. Rồi nhiều về cắt không á. Ừ, ta yêu cầu có là được. Ừ, ít ít đó. Còn ba trong ba cái nói bữa thấy người Tâm nó nói là thôi nhổ nữa, đừng đi trong cây tối. Thì thôi ta ở đây nhổ thêm cũng bó nữa, cũng kỳ. Đi ra. Đi hứng hứng ra vậy. Đi đâu? Thôi đi nhổ đi lấy gì đi đó. Đi đó mua cái số. Thì thôi thì thôi nói giờ ở đây đang nhổ nữa không nói đâu. Đi ra uổng. Mần một ngày tiết một ngày bỏ uổng mà đi tới trưa mới đi